Rồi vậy. Tên gì? À, cái gì? Tên gì? Nè, tôi không có nhân nhượng bà đâu nghe. Tên gì? Tên gì? Nhiêu tuổi rồi? cho Tên gì? Phan Chị Mai hả? Phải nói trước, đâu có bị đánh đau. Ở đây lâu chưa? đâu rồi? Lâu rồi. Bao nhiêu năm ở đây, bao nhiêu năm rồi? Chụp hôm nay không Từ ở đây, ở đâu là ở đây đúng không? đâu. Bây giờ có muốn về chùa không? Chùa làm gì? Về chùa nè, có đồ ăn, Sao không cần? nhang khói. Sao không cần? Nếu mà không cần, thôi ở đây cũng được. Ở đây chịu đói chịu khổ gì đi cũng được. Ừ, gắng, cố gắng ở đây. Tôi nói chung là tôi chắc có lẽ đến đây lần này là tôi không đến nữa. Cái gì Chứ gặp mà tốt quá, vong linh mà như bà thì tôi chắc dẹp mẹ cái nghề luôn cho rồi. đúng rồi đó, nghe tốt. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rơm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì hiện giờ Nguyên Rơm đang ngồi ở một cái khu mộ. Thì gần cái nơi mà cái khu mộ có cái vong áo xanh là dữ dằn đó cả nhà. Đó thì ở lần trước khi mình đến thì mình cũng có giao tiếp với vong linh được chút ít. Nhưng mà vong này khá là dữ nha. Nói chung là mình xin phép đến để cúng kiến nhưng mà cái vong vẫn đuổi mình. Thì ở lần trước đó cả nhà, thì hầu như là mình cúng á, thì mình thấy hình như là vong không có đến và hưởng đồ cúng, chỉ xuất hiện thôi chứ không có hưởng đồ cúng luôn. Đó thì hôm nay mình quay trở lại cả nhà, thì nói chung thì mình mà nghe ở đâu có vong linh là mình đến rồi cả nhà, tại vì gần gần khu vực của mình đó, thì những cái người dân xung quanh đôi khi người ta thấy thì người ta chỉ mình, thì mình đến để mình tìm hiểu. Ok cả nhà, thôi thì chắc có lẽ là Nguyên Đồng xin mời quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn theo Nguyên Đồng tiến lại khu mộ đó, xem hôm nay coi cái vong đó như thế nào nha quý cô chú anh chị. Ok cả nhà, thì hiện bây giờ mình quay á, mình quay ngược cái ánh sáng và quay ngược cái điện thoại về cái hướng đó là hướng ánh trăng cả nhà, sáng như ban ngày luôn. Đây, còn ra mình quay qua hướng bên đây cũng sáng luôn, nhưng mà sáng cái độ sáng nó không bằng. Để mình mở đèn lên. Ok cả nhà, thì Nguyên Đồng xin mời quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn theo chân cũng theo Nguyên Đồng nha. Đó thì hôm nay thì cũng không biết như thế nào đây, chung cái vòng này cũng khá là dữ cho nên mình cũng hạn chế là gần quý cô chú anh chị. Quay cho quý cô chú anh chị mình xem. Đó thì ở đây nè, đó Nguyên Rơm phải lộ bộ từ ở trong cái lùm cây trong đó đó cả nhà, thì trong đó mới có là đường xe. Còn ở đây thì đây ra tới lùm cây ngoài này mới có là cái đường xe đó. Mình phải lộ bộ vô trong này. Cũng cố gắng để giúp đỡ những cái vong cả nhà. Không biết là hôm nay mình vào đây có gặp được hay không đây.
Hôm nay có gió mà quá trời rồi, quá trời bộ hông. Cái vòng này không có như những cái vòng khác đó nha. Những cái vòng khác hầu như là mình thường thường mình đến là họ hay đứng chặn đầu mình hoặc là đứng trước mình đó cả nhà, như đón mình vậy đó. Còn con này không có, thì mình đến mấy lần thấy là cũng có xuất hiện, nhưng mà đây nè, đây nè, cả nhà hôm nay ngồi đây nữa nè, ngồi ngay cái ngôi mộ đó cả nhà. Mình không biết là cái vong này là ở đây từ những ngôi mộ này hay là từ nó khác lại, không biết. Mà thường thường á quý cô chú anh chị, thì những cái khu vực mà âm u mồ mả nhiều đó, thì thường thường là những cái vong từ nơi khác lại không, chứ ít có khi nào mà vong ở ngôi mộ đó mà lại xuất hiện hết trơn á. Vong này cũng hiền, nói chung là mình nói là hiền hiền theo theo mình thôi. Mình để đây, mình lại lại đứng nha cả nhà. Chào bà nha bà. Tôi nói làm gì vậy? Đang nói lần tới cúng mà. Không thích thì thôi. Không thích tôi cũng tới, nói là nhỏ nhẹ với bà không chịu cái gì. Mày nói chuyện là cười quá. Tôi nói nhỏ nhẹ với bà không chịu cái gì. Tôi nói tôi tới tay tôi cúng. Bà không mượn mày cúng. Tôi đâu có cúng cho bà đâu. Đâu cúng cho bà. Bà đừng đánh tôi đâu được đâu. Tôi đi giúp đỡ những cái vong, là tôi cũng trong trong người tôi cũng có chút xíu phép thuật, chứ bà nghĩ là bà ăn được tôi hả? Tôi lấy đồ này ra. Nhỏ nhẹ với bà. Tôi chừng đó ăn thử xác trong lòng của bạn đó. Nhỏ nhẹ với bà thì bà mà muốn làm dữ với tôi đến đây tôi cúng. Còn bà không thích thì bà đừng có đến đây mà hưởng, tôi cúng cho những cái vong linh khác. Mà tao không thích mày đến đây mà, hiểu không? Làm gì không thích? Chỗ này chắc của bà. Tao quên. Bà, tôi cũng tới. Anh của tao, hiểu không? Tôi là bà biết tôi đến đây để tôi cúng vong, còn bà thích đó, thì bà đến hưởng, không thích thì thôi, chứ tôi không có ép buộc bà đến hưởng đâu mà bà. Tao không thích mà cái này. Bà có muốn là tôi giúp bà đỡ bà không? Không cần. Tôi là giúp đỡ những cái vong linh mà như bà vậy đó, như bà vậy nè, khó khăn vậy đó, là tôi giúp. Tao không có mượn mày, hiểu không? Không mượn hả? Biến ra mắt à? Nói chuyện leo lẻo rồi cả nhà.
Thật sự thì quý cô chú anh chị mình cũng đã biết rồi đó. Đối với những cái vong linh mà nói chung là khó khuyên thì mình nên làm cái biện pháp mạnh xíu cho họ sợ thôi, chứ không gì, cho họ sợ thì mình dễ dễ giúp đỡ họ. Ok cả nhà, thì chắc lẽ mình gồm xin phép tạm ngưng đi, để mình tìm cái góc nào đó rõ ràng hơn, và mình đặt cam và mình cúng nha quý cô chú anh chị. Ok cả nhà ơi, thì hôm nay cũng tiếp tục góc quay như thế này đó. Thì thật sự mình nói với cả nhà thì khu vực này chỉ có góc này là mình thấy được rõ thôi, và nó rộng thôi đó, cho nên là quân quyết định là đặt góc này nữa. Thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình xem sẽ thấy được vong linh rõ hơn nha cả nhà. Thì quân trầm sẽ tiến hành và cúng. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì quân rờm cũng đã cúng xong rồi. Thì quân rờm xin phép tạm lánh mặt nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mình ở bên trong này quan sát xem vong của cụ này có xuất hiện hay không nha cả nhà.
ha. Sao bà nói bà là không cần cúng mà giờ bà lại đây. Ai ngồi? Ai ngồi chứ làm gì đâu? Có hưởng yên của mày không? Ừ. Tôi nghe bà mới nói cái giọng đàn ông vậy. Trong người bà mấy 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 linh hồn là. Mấy linh hồn cả ta. Bà tên gì? Không biết làm chi? Nói cho biết. Biết làm gì? Biết để cúng kiến này kia nè. Đó không hỏi mà ngon. Bà ở đây hay là ở đâu? Đó đâu cận ta. Trời ơi. Bà mới quýnh bà tắt thờ đó, bà không sợ hả? Anh biết hả? Giờ nói. Thôi là tôi làm việc mạnh với bà đó. Tao sợ mày quá. Tao sợ mày quá. Nói. Nói gì? Tên gì? Tên gì để tao? Lì chạy. Tên gì? Tên gì vậy ta? Tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sống ở đây lâu chưa? Mày chơi tao hả? Bà muốn tôi làm. Rồi vậy. Tên gì? Ai cái gì tên gì nè, tôi không có có nhân nhượng bà đâu nghe. Tên gì? Không biết để biết đâu mày. Tên gì? Nhiêu tuổi rồi? Tám mươi tuổi. Tên gì? Phan Chi Mai. Mai hả? Phải nói trước đâu có bị đánh đau. Ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Bao nhiêu năm ở đây, bao nhiêu năm rồi? Hai chục năm rồi, không biết nữa. Từ ở đây, ở đâu là ở đây đúng không? Ừ. Bây giờ có muốn về chùa? Không. Chùa làm gì? Về chùa nè, có đồ ăn. Sao không cần? Nhang khói. Sao không cần? Nếu mà không cần, thôi ở đây cũng được. Ở đây chịu đói chịu khổ gì đi cũng được. Sao không cần? Gắng, cố gắng ở đây. Tôi nói chung là tôi chắc có lẽ đến đây lần này là tôi không đến nữa. Thì tốt quá. Chứ gặp mà vong mà linh mà như bà thì tôi chắc dẹp mẹ cái nghề luôn cho rồi. Ừ. Đúng rồi đó, nghe tốt quá. Tôi bây giờ tôi cũng hết biết nói gì luôn, thật sự luôn. Gặp những cái vong như bà là tôi phải, thứ nhất á là tôi phải lớn họng, lớn giọng, la lớn lên, phải làm đánh. Thật sự tôi không muốn vậy, tôi chỉ muốn là đến để cúng cho bà chút bánh chút kẹo để cho bà hưởng đó, và tôi cũng muốn giao tiếp để giúp đỡ cho bà bị chùa để sớm được siêu thoát đó. Tôi thì chỉ có như vậy thôi à, mà mỗi lần tôi tới đây bà cứ cà chớn không. Mày nói chuyện được cười quá. Làm gì? Mày làm gì? Chúng ta đi đâu rồi? Anh... Ok cả nhà, thì mình vừa đánh vong linh thì vong linh cũng đã biến mất rồi quý cô chú anh chị. Thì thật sự mà nói á, riêng về những cái vong linh mà hiền lành thì Nguyên Ròm không cũng không có phải sử dụng, nói chung là đánh đập này kia cả nhà, là mình không muốn luôn. Thật sự mình đến
mỗi khi mình đến một cái địa điểm nào có một cái vong, mình rất là ôn hòa, mình muốn nói chuyện giao tiếp để mình có thể giúp đỡ cho họ, vì họ vất vưởng như vậy, họ đói khát không ai cúng kiến đó, họ lạnh lẽo thì kia mình đến mình cúng. Còn gặp những cái vong của cái cụ này thì thật sự mình đôi khi mình không biết nói gì luôn, cứ mình nói gì ra là cụ bạc bỏ bác bỏ không. Ok cả nhà, thì chắc có lẽ đến đây thì Nguyên Đồng cũng xin khép video lại với cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay thì mình cũng đã nói chung là mình làm biện pháp hơi mạnh một xíu với lại cái vong của cụ này, chủ yếu là cho cụ sợ và cụ sợ và cụ hợp tác của mình thôi, chứ thật sự thì cái vong này mình thấy cái mồi rất là khó cả nhà. Ok quý cô chú anh chị ạ, thì chắc có lẽ đến đây Nguyên Rờm cũng xin khép video lại quý cô chú anh chị ạ. Thì quý cô chú anh chị mình quý kênh của Nguyên Rờm, thì xin quý cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất của Nguyên Rờm nha cả nhà. Bye bye cả nhà.